Mời các bác và các bạn cùng điểm qua những trận lũ kinh khủng nhất lịch sử loài người, và chúng ta sẽ thấy rằng Trung Quốc là quê hương của những trận lũ ghê gớm nhất trong lịch sử loài người. Theo thứ tự những trận lũ gây ra chết người nhiều nhất trong lịch sử loài người thì chúng ta sẽ bắt đầu từ con số cao nhất cho đến con số thấp nhất. Đầu tiên chính là trận lũ lụt lịch sử năm 1931 trên lưu vực của các con sông Hoàng Hà, Dương Tử và sông Hoài ở Trung Quốc đã làm chết từ 2,5 cho đến 3,7 triệu người. Tiếp theo là một trận lũ khác trên sông Hoàng Hà diễn ra vào năm 1887 làm chết từ 900.000 cho đến 2 triệu người. Đứng thứ ba lại là một trận lụt khác trên sông Hoàng Hà diễn ra vào năm 1938 làm chết từ 500.000 cho đến 700.000 người. Thứ tư lại là một trận lụt khác tại Trung Quốc diễn ra vào năm 1975 làm chết 231.000 người. Đó là một trận lụt do bão Nina gây ra, làm vỡ đập bản kiều, khiến khoảng 86.000 người chết do lũ và 145.000 người chết do dịch bệnh. Trận lũ lụt thảm khốc thứ 5 thuộc về Indonesia, đó là năm 2004. Trận lụt này do sóng thần Ấn Độ Dương gây ra và làm chết 230.000 người. Trận lũ lụt thảm khốc thứ 6 trong lịch sử loài người lại tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc, đó là vào năm 1935. Một trận lụt khác trên sông Dương Tử đã làm chết khoảng 145.000 người. Trận lũ lụt thứ 7 trong lịch sử loài người là diễn ra tại Hà Lan vào năm 1530. Đó là trận lũ Saint Flick do bão gây ra, làm chết hơn 100.000 người tại Hà Lan. Đứng cuối cùng trong danh sách những trận lũ thảm khốc nhất lịch sử loài người lại là một trận lũ khác ở Trung Quốc, và lại là sông Dương Tử. Đó là trận lũ năm 1911 làm chết khoảng 100.000 người. Như vậy là điểm qua khoảng 8 cái trận lũ lụt kinh khủng nhất trong lịch sử loài người, mà cái con số nạn nhân nó từ 100.000 người trở lên ấy, chúng ta thấy rằng là 6 trong 8 trận lũ lụt thảm khốc nhất lịch sử loài người thuộc về Trung Quốc. Có lẽ là do cái địa hình, do kiểu thời tiết khí hậu, do vị trí địa lý mà Trung Quốc đã phải lãnh những trận lũ lụt thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. 6 trong tổng số 8 trận lũ lụt kinh khủng nhất lịch sử nhân loại đều xảy ra Trung Quốc.